Xin chào quý vị các bạn. Trên hình bạn thể thấy để chọn bộ bảng main của điện thoại Huawei i9 Bright 219 đã có mặt tại di động cao cấp Seven. Khi bạn gặp lỗi sự cố liên quan đến phần bảng main đến main của Huawei i9 hay 219 lỗi hỏng. Main khởi động lúc lên lúc không chập chờn, cần một địa chỉ thay mới main, đổi mới main cho Huawei i9 hay 219. Quý các bạn vui lòng liên hệ 096 123454, kỹ thuật viên tại di động cao cấp Seven sẽ chuyển đến tận địa chỉ hàng yêu cầu. Quý hàng nhận được, quý hàng thanh toán tiền bưu điện nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Đối với những khách hàng ở xa có nhu cầu thay mới main, sửa lỗi hỏng main trên Huawei i9 hay 219 Bright, quý các bạn vui lòng liên hệ 096 1234 534, kỹ thuật viên tại di động cao cấp .vn sẽ tư vấn hướng dẫn cụ thể với các bạn nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video tại di động cao cấp .vn, địa chỉ cung cấp main, đổi mới main cho Huawei i9 Bright hàng đầu hiện nay.